Rồi, xin chào mọi người nha. Mình nhận cái 12 con mắt này bị mất pay đi nha. Rồi, giờ mình đồng đáp mà báo tao ra chủ đáp nha. Ẩn cái dòng mà pay đi luôn. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái bốc để mình viết cái file pay đi ra nha. Cái này nãy mình có bấm mua pin rồi nha, nên là cái dòng này nó xanh là được nha mọi người. Mình đã lưu file rồi đó, mình có bấm rồi mà mình không có quay. Rồi nó lưu file xong, giờ mình sẽ hành tháo máy lấy cụm file đi ra nha. Này thì mình sẽ làm kho hàng nha mọi người, chứ làm không còn hàng, mà giờ mình sẽ làm còn hàng là mình thay C thôi, nhìn nó sẽ đẹp và như zin luôn. Ok rồi, để máy qua bên rồi mình sẽ tiến hành là tách lấy cái dây cáp để đèn ra nha, tiền chọn lấy miếng dán dòng là để cho chống bụi nha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành tách cái đế đèn ra. Rồi, thì mình sẽ cạo sạch cái nút keo này vậy. Này chưa có cái đế chuyên làm thay đi nha, mình lấy cái đế làm men kẹp đại luôn. Để mà vệ sinh sạch sẽ nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy cái dao cái gì mình gặp từ cái nẹp sắt cái chỗ đế đế đèn nha, để mình đánh dấu dấu để khi mình gắn vô mình canh cho nó dễ, canh thêm mấy cái chỗ mình đánh dấu rồi được đó. Mình gặp ở đây dấu cộng ha. Rồi sau khi có dấu à, mình vệ sinh sạch sẽ nữa, làm gì làm sạch sẽ chứ nha. Rồi mới đầu che tạm bớt cho nó đừng có nóng qua cái cam trước của mình nha. Rồi tiến hành mình sẽ khò và mình đưa cái cây nại vô trong, mình kéo mấy cái lớp keo ở dưới đế nha, lớp keo mỏng như đây. Rồi ok.
Ừ, sẽ tiến hành cò nhẹ để mình tách cái đế ra nha. Cò nhẹ thôi, bảy phía trên đầu rồi để nhẹ nó ra nha, tại vì nó có dính một lớp keo cho nó nha. Đang lấy ra tiếng nào mình rút ra nha. Rồi đây cái đế đèn. Rồi mình sẽ kẹp cái đây nha. Cái này nếu mà người có cái đế chuyện làm hay thì nó sẽ tiện hơn nha. Mà mình không có mình sẽ kẹp sẽ tiến hành đục bỏ hai xe nha, với con tụ đó nha. Cái thay nữa là mình bắt cúp cho rồi, rồi mình đục bỏ xong mình sẽ thay thế con xe của lưu bang nha. Đi đục thì mọi người chế đừng có làm đứt mấy cái dây đồng ở dưới cái chỗ vàng vàng nha. Và có 7 con xe trắng này trước. Mình lấy cái gì mà chim thì cho nó cứng rồi mới được mọi người. Lỏng. Rồi xong chiên thêm cái cứng cáp ha, rồi tiến hành mình sẽ đục tiếp. Sau khi đục xong thì mình sẽ dọn keo sạch sẽ nha. Cào keo với chì dư cho nó sạch sẽ hết. Mình đóng IC cho nó không bị cơn.
Mình sẽ chùi con sạch sẽ đấy. Mình sẽ cho một miếng mỡ hàn vậy nha. Mình lấy hàn mình vuốt chân chì rồi cho nó đẹp lại cho mình hãy đóng cái xe vô. Rồi, đây là nghi xe của Lưu Bang này nha. Rồi, mình sẽ canh đúng chiều mình đóng vô. Tay hơi run quá mà. Rồi, mình sẽ canh đúng chiều mình đóng vô nha. Xây canh ngay đóng vô. Rồi, nhúng nhích để xơi là ok nha. Rồi, mình để nguội tí rồi mình đem vô bốc mình test lại. Rồi, mình sẽ gắn vô bốc test nha. Đèn sáng hết nhau rồi. Rồi sẽ tiến hành mình nạp cái file nó backup vô đó, giờ đang nạp vô đó. Nạp ok, giờ mình sẽ test lại lần nữa. Rồi ok, vậy là bây giờ xong rồi ha. Rồi sẽ gỡ cái đèn ra mình tiến hành gắn vô đế lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lại cái khung này. Hồi nãy thì mình có đánh dấu rồi đó, thì bây giờ mình gắn vô nó tương đối là dễ, mình canh theo cái dấu mình gạch chéo này thôi. Còn đây là nếu mà tự tin canh bằng mắt bình thường thì khỏi cần đánh dấu. Anh phải chuẩn nha, ngay cái dấu nào gặp nó được. Rồi, sau khi mình thấy nó chuẩn ngay thôi mình sẽ chích keo lên trên đầu nha, cái chỗ nãy mình vẫy lên bây giờ mình dán lại. Canh ngay là cái giờ mình thấy nó xéo lên.
Rồi, thấy ngay giờ mình chích keo nha. Keo thì mình chích cũng vừa đủ thôi, không được nhiều quá sợ lan cho tôi cái mắt cảm biến trọng. Rồi sau khi đợi keo khô xong thì mình sẽ gắn vô bóp test cái nó cho chắc ăn. Ok nha. Giờ mày bắt đầu tiến hành ráp vô máy mình thử. Lọc miếng dán chống bụi này ra nha. Lá cho mình thử thôi. Nào, ok rồi, hãy góp là sao. Rồi, giờ mình vô cài đặt ha. Vô quay đi. Đó là giờ chữ sáng luôn ha. Bấm thiết lập quay đi nha. Rồi bắt đầu. Là nhận rồi nha mọi người. Rồi, sử dụng khẩu trang không rồi thiết lập sao đi nha. Rồi. Mình sẽ bấm tắt thử rồi đó, mở được ok nhiều người đó, để sao thế này đó đón nhận đó. Ok, vậy là cái video mà làm Face ID kho hàng cái 12 Pro Max của mình cũng đã xong nha. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi cái video của mình. Như thế này cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Giờ thì xin bye bye mọi người.